Hoài Linh gầy nhom tự tay lau dọn nhà tổ cây xúc động. Thưa quý vị, ngày 12 tháng 9, nhà thờ tổ của Hoài Linh đã đón tiếp đông đảo các nghệ sĩ miền Nam nhân ngày giỗ tổ ngành sân khấu. Tất cả đều tỏ lòng thành kính trước tổ nghiệp và háo hức khi gặp gỡ nhau trong ngày đặc biệt. Riêng Hoài Linh, anh cũng thở phào nhẹ nhõm khi tâm nguyện suốt 16 năm qua của mình đã hoàn thành. Trong ngày vui, Hoài Linh diện áo dài được thiết kế riêng cầu kỳ với hình ảnh mặt khóc. Trong ngày vui, Hoài Linh diện áo dài được thiết kế riêng cầu kỳ với hình ảnh mặt khóc, cười, tượng trưng cho ngành sân khấu. Nam danh hài cũng đón tiếp khách đến viếng từ rất sớm và đích thân thắp nhang cúng tổ nghiệp. Hoài Linh tươi cười rạng rỡ và tỏ lòng biết ơn tất cả khán giả đồng nghiệp. Danh hài gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn ủng hộ anh trong suốt thời gian qua, vì chính họ mới là những người góp tiền giúp anh có thể xây dựng được ngôi nhà thờ tổ 100 tỷ này. Đến trưa, Hoài Linh thay chiếc áo bà ba xám giản dị, lặng lẽ, nhìn từng dòng người đến cúng giỗ. Vì thời tiết mưa gió cả ngày, người đến viếng cũng rất đông, nên Hoài Linh phải liên tục lau dọn nhà thờ tổ. Anh đích thân lấy khăn để lau dọn sàn chánh điện. Dù mệt mỏi nhưng Hoài Linh luôn nở nụ cười trên đôi môi với tất cả các khách đến cúng tổ. Anh nhiệt tình chỉ bảo những nghệ sĩ trẻ mới vào nghề cách dâng hương cho đúng. Bên cạnh đó, nhiều khán giả yêu quý còn đến xin chụp ảnh. Hoài Linh dù mệt mỏi vẫn không thể từ chối, danh hài thậm chí còn nắm tay cảm ơn từng người một. Hoài Linh chia sẻ, sau đêm nay là có thể thả lưng xuống giường ngủ một giấc ngon lành, không còn lo nghĩ gì nữa. Anh cho biết, không phải chỉ trong ngày giỗ tổ, mà suốt 11 ngày qua, anh đã túc trực ở nhà thờ tổ để hoàn thiện những khâu cuối cùng của công trình này. Dù người mệt nhoài, nhưng Hoài Linh vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết vì tâm nguyện được hoàn thành.